Hy vọng là quý vị có được mười mấy phút thoải mái, thanh tịnh, an lạc. Kính thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta quá bận rộn và chúng ta không có thời giờ để thực sự sống. Chúng ta theo đuổi một cái sự nghiệp hoặc là sự nghiệp chính trị, sự nghiệp thương mại, sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục. Và chúng ta muốn thành công. Và vì vậy cho nên chúng ta muốn đầu tư hết tất cả thời giờ và tâm lực vào cái sự nghiệp đó. Và chúng ta không có thời giờ để sống đời sống hàng ngày của chúng ta. Thúy Kiều đã chờ đợi rất lâu mới có thể có được một cái cơ hội đi thăm người yêu là Kim Trọng. Và Kim Trọng cũng đã chờ đợi rất lâu. Và cái hôm đó là gia đình của Kiều đi đi về bên ngoài để mừng sinh sinh nhật. Và Thúy Kiều xin phép ở nhà một mình. Có lẽ là cô nàng thoái thác là bị nhức đầu hay là đau bụng gì đấy mà không có đi. Nhưng mà chúng ta biết rất rõ là Thúy Kiều thấy đây là cơ hội rất là quý hóa để có thể ra gặp người yêu ở bên bên kia bức tường. Hai người đã thề thốt. Hai người đã trao tặng món quà. Ban đầu thì nghĩ rằng được gặp nhau và được nói với nhau những lời yêu thương và gắn bó là đỡ khổ lắm. Và hai người đã trông trông đợi cái giờ phút đó rất là lâu. Nghĩ rằng được gặp nhau, được nói với nhau những lời gắn bó và thương yêu thì nó đỡ khổ. Nhưng mà trái ngược lại, sau khi đã được gặp nhau, đã được nói với nhau lời gắn bó yêu thương, đã thề thốt với nhau thì là càng thiếu nhau hơn trước nữa, càng cảm thấy thiếu thốn hơn trước nữa. Có lẽ tất cả quý vị ở đây cũng đã có kinh nghiệm đó rồi. Và cái dịp mà cái ngày mà gia đình Kiều đi ăn sinh nhật ở bên ngoài là một cái cơ hội rất lớn cho Thúy Kiều. Và Kiều đã để thì giờ ra làm vài món ăn ngon đem sang tặng Kim Trọng. Và sau khi thăm viếng, hỏi han, thề thốt, trao đổi thì Kiều thấy rằng trời đã về chiều. Nếu mình ở thêm bên này nữa thì bất tiện, trong trường hợp mà gia đình về mà không có mình thì bất tiện, cho nên Kiều mới xin phép Kim Trọng để về nhà. Khi về tới nhà thì thấy gia đình chưa về, mà nếu cứ đợi, cứ ngồi đó đợi thì tiếc, cho nên Thúy Kiều mới quyết định đi sang nhà Kim Trọng một lần thứ hai. Và lúc này thì trăng đã lên. Sau một ngày sinh hoạt với Kiều thì Kim Trọng mệt đừ. Tại cái ngày đó là ngày rất là sinh hoạt rất là
rất là, tôi quên mất tiếng Việt, intense. Sinh hoạt rất là nhiều, rất là quý vị là trong ban tổ chức, là trong ủy ban người Việt nước ngoài, quý vị có thể tha thứ cho được thỉnh thoảng kêu quên mất một tiếng Việt. Là cả ngày hai người sống rất là hết lòng, hết sức intense, cho nên sau khi Thủy Kiều về nhà rồi thì Kim Trọng mỏi mệt và ngồi dựa vào án thư ngủ. Và trong khi mà Kim Trọng thiêu thiêu ở trên án thư thì Kim Trọng nghe được, trong trạng thái nửa thức nửa ngủ đó, cái tiếng gót chân của Kiều đi trên cái đường sỏi. Nhặt thưa gương rọi đầu cành, ngọn đèn trong lọt trướng huỳnh hắt hiu. Sinh vừa tự án thiêu thiêu, giờ chiều như tỉnh, giờ chiều như mê, chàng đang ngủ gục. Tiếng sen sẽ động giấc hòe, bóng trăng đã xể hoa lê lại gần. Tiếng gót sen của Thủy Kiều làm thức giấc anh chàng thứ sinh. Và trong cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh chàng ngẩng đầu lên và thấy bóng dáng của Thủy Kiều xuất hiện. Bâng khuâng đỉnh giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Không biết đây có phải là người yêu thật không, hay chỉ là cái bóng dáng trong một giấc mơ. Trong cái trạng thái nửa thức nửa ngủ, Kim Trọng tự hỏi mình, không biết là Kiều bằng xương bằng thịt, hay là Kiều chỉ là một cái hình bóng trong giấc mơ của mình. Tại vì lâu nay là đã sống rất nhiều trong những giấc mơ, cho đến nỗi bây giờ con người thật bằng xương bằng thịt xuất hiện cũng ngỡ rằng, cũng nghi rằng đó là giấc mơ. Này em có phải là em thật đó không, hay em chỉ là một hình bóng trong giấc mơ của anh? Đó là câu hỏi của Kim Trọng. Và Thủy Kiều đã trả lời như thế này: nàng rằng khoảng lắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiếm bao. Sự thật đó là chúng ta đang có cơ hội gặp nhau. Anh là một thực tại, chứ không phải là một hình ảnh trong giấc mơ. Em cũng là một thực tại, chứ không phải là một hình ảnh trong giấc mơ. Nhưng mà nếu chúng ta không có mặt thật sự trong giây phút hiện tại để nhận rõ cái sự có mặt của nhau, thì cái giây phút này cuối cùng nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hai câu này khi mà tôi đọc tới, tôi rất giật mình. Đây là cái tuệ giác rất là lớn. Phần lớn trong chúng ta đều sống như những người mê ngủ. Chúng ta không có trân quý được sự có mặt của những gì quý giá trong giây phút hiện tại. Và nếu chúng ta
Bây giờ mình tách cái xin nếu mà quý vị có máy điện thoại di động xin tắt đi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Có một hôm tôi đi thiền hành ở trên sông Thượng, làng Mai, ở bên Đức, bên Pháp, miền Nam Đức Pháp. Từ cái túp lều của tôi đi thiền đường, đi tới thiền đường thì tôi phải leo lên một cái dốc nhỏ, và khi vượt thoát cái lùm cây thì tôi có thể thấy được mặt trăng hay những ngôi sao. Hôm đó thì trăng rằm, trăng tròn, và tôi ra khỏi lùm cây, tôi thấy mặt trăng chiếu vằng vặc, và tôi ngẩng đầu lên. Mặt trăng là một cái nhiệm màu của sự sống, và sự có mặt của mặt trăng nó rất quý giá cho tất cả chúng ta. Thì nhìn mặt trăng, tôi nhớ lại câu này: mặt trăng đang có mặt cho mình đó, nhưng mà mình có mặt cho mặt trăng hay không? Chúng ta ở đô thị, chúng ta ít có cơ hội để thấy được mặt trăng, nhưng mà bây giờ mặt trăng hiện ra đó cho ta, ta có biết trân quý hay không? Ta có thực sự có mặt để mà thưởng thức, để mà công nhận sự có mặt của mặt trăng hay không? Và đôi ta ở đây là mình và mặt trăng. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Nếu trong phút giây hiện tại mà mình không có mặt thật sự để công nhận sự có mặt của cái mặt trăng đó đó, thì những cái giây phút của đời sống hàng ngày của mình nó cũng sẽ như thế, và tất cả đời sống của mình nó chỉ là một giấc mơ thôi. Thì đôi ta có thể là mình với người bạn hôn phối của mình. Đôi ta có thể là mình và bố của mình hay mẹ của mình. Tại vì bố mình, mẹ mình một ngày mai sẽ không còn nữa. Và mình phải trân quý sự có mặt của bố, của mẹ, của người yêu, của đứa con trai, đứa con gái của mình. Và vì vậy cho nên cái bí quyết của sự sống là phải có mặt thật sự trong giây phút hiện tại, để công nhận cái sự có mặt quý giá của những cái gì ta trân quý, ta yêu thương. Nếu mình bị chìm đắm trong những buồn đau về quá khứ hay là những lo lắng về tương lai, thì mình không có thực sự có mặt trong giây phút hiện tại, mà mình không có khả năng công nhận cái sự có mặt của cái gì quý giá hiện đang có mặt cho mình. Tuổi trẻ của ta cũng là một cái gì rất là quý giá. Hai con mắt của ta đang tốt, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy được trời xanh mây trắng và bao nhiêu nhiệm màu của vũ trụ. Nếu ta không có sử dụng hai con mắt để có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của đời sống, thì đến khi mắt lòa hoặc là không thấy nữa, ta đánh mất thiên đường, ta đánh mất tất cả. Bởi vì vậy cho nên có hai con mắt là những điều kiện hạnh phúc, và ta công nhận cái sự có mặt của hai con mắt ta. Ta trân quý những cái gì mà ta có thể tiếp xúc được trong giây phút hiện tại. Tuệ giác nó không phải là kiến thức. Những kiến thức mình thâu thập được ở trường học hay bằng cách đọc sách, nó chỉ là kiến thức mà không phải là tuệ giác. Tuệ giác dịch tiếng Anh là insight, là sagesse tiếng Pháp. Nó không phải là kiến thức chất chứa. Có nhiều người chất chứa rất nhiều kiến thức về triết học, nhưng mà họ chỉ có kiến thức mà không có tuệ giác.
Và nhiều khi kiến thức nó che lấp, nó là một cái trở lực, nó không cho phép mình, nó không cho mình cái cơ hội có thể đi thẳng vào vấn đề, có thể đi thẳng vào thực tại để tìm ra cái chân tướng của thực tại. Cái mà giúp cho chúng ta thấy được thực tại, hiểu được thực tại, cái đó là tuệ giác, mà cái đó không phải là triết học. Thì ở trong đạo Phật nó có cái cụm từ duy tuệ thị nghiệp. Những người tu thì phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp duy nhất của đời mình. Tại vì cái bản chất của đạo Phật là tuệ giác. Chính cái tuệ giác đó giúp mình tháo gỡ được những cái khổ đau, những cái bức xúc, những cái tuyệt vọng, những cái tham đắm, chứ không phải là kiến thức. Và tuệ giác đó chỉ có thể chế tác được bằng quán chiếu, tức là nhìn cho thật sâu, nghe cho thật rõ, chứ không phải là do học hỏi, đọc rất nhiều, nghe giảng nhiều. Duy tuệ thi nghiệp tức là chỉ có cái tuệ giác mới xứng đáng là cái sự nghiệp của đời người tu mà thôi. Và vì vậy cho nên mình là người tu, cái quan trọng nhất không phải là xây chùa, lập hội, mà là thiền quán để mình đạt tới cái trí tuệ đó. Trong đạo Phật nó có cái trình tự gọi là tam vô lậu học, tức là giới, định, tuệ, hay là niệm, định và tuệ. Niệm có nghĩa là có khả năng có mặt trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Định tức là sự chuyên chú, và khi có niệm, có định thì mình đạt tới tuệ, tuệ giác. Nói tới tuệ giác trong Truyện Kiều tức là mình nói tới cái tuệ đó, chứ không phải là cái triết lý đạo Phật trong Truyện Kiều. Trong Truyện Kiều thỉnh thoảng cô Nguyễn Du cũng thuyết pháp. Ví dụ như cô nói cho hay môn sự tại trời, vân 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 vân, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dễ oan, cái đó là triết học. Và những cái khi mà cô thuyết pháp như vậy thì không có tuệ giác, không, cái tuệ giác nó không được hiện lộ ra. Nhưng mà khi mà cô làm thơ thì tuệ giác đạo Phật nó biểu lộ ra rất là nhiều. Như hai câu này: bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Đó là cái tuệ giác của dân tộc, của người, của một dân tộc đã từng thực tập theo đạo Phật, theo thiền, và thấy rõ ràng rằng nếu mình không có mặt trong giây phút hiện tại, mình không có biết trân quý những gì mình đang có trong giây phút hiện tại, thì sau này tất cả đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có những người trong chúng ta không thể nào thoát ra khỏi cái ngục tù của quá khứ. Trong quá khứ chúng ta có thể có một vài quyền hạn, có một vài địa vị, nhưng mà chúng ta vẫn không có hạnh phúc. Tại vì với cái huy quyền lực đó, với cái địa vị đó, chúng ta muốn có thêm quyền lực, thêm địa vị. Và vì vậy chúng ta không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Và bây giờ chúng ta mất cái quyền lực đó, chúng ta mất cái địa vị đó, chúng ta tiếc nuối. Và cái quá khứ trở thành ra một cái ngục tù, không cho phép mình sống được sâu sắc những giây phút của đời sống hiện tại. Tôi đã từng được gặp những người đồng bào sống ở tha hương. Họ không có khả năng buông bỏ quá khứ để sống trong hiện tại. Và quá khứ đã trở thành một cái ngục tù. Họ muốn có lại cái quyền hạn, cái địa vị của họ trong quá khứ. Và mình biết rằng dù có họ có khôi phục được cái đó thì họ cũng không hạnh phúc. Tại vì trong quá khứ họ đã từng có cái quyền hạn đó, đã từng có cái địa vị đó, nhưng mà họ không có khả năng sống hạnh phúc trong cái giây phút đó. Và vì vậy cho nên tôi biết rằng nếu họ có khôi phục được cái quyền hạn đó, cái địa vị đó, thì họ vẫn chạy về tương lai như thường, và họ sẽ không có cái hạnh phúc mà họ trông cầu. Lại có những người tuy là không bị quá khứ giam hãm, nhưng là bị tương lai giam hãm. Chúng ta là những nhà doanh thương,
chúng ta là những nhà chính trị, chúng ta là những nhà hành động, chúng ta muốn thành công, và vì vậy cho nên chúng ta đầu tư thì giờ năng lượng mà của chúng ta vào cho tương lai, và tương lai trở thành ra một nhà độc tài, nó muốn chiếm hết tất cả thì giờ năng lượng của mình, và vì vậy nên mình không có thì giờ để sống cho mình, và nhất là mình không có thì giờ để sống cho những người thương của mình, chăm sóc những người thương của mình. Frederick là một nhà doanh thương rất là tài ba ở bên Đức, và anh ta cũng có tinh thần trách nhiệm. Và Claudia là một người vợ rất yêu chồng. Claudia rất hãnh diện, mình là bà chủ của cái doanh nghiệp đó. Và bà ta rất là hạnh phúc khi mà tổ chức những cái buổi tiếp tân cho chồng. Và cố nhiên là Frederick có hỏi ý kiến của vợ mình, và vì vậy cho nên Claudia rất là có hạnh phúc. Nhưng mà sau đó một thời gian, vì muốn đạt tới cái thành công lớn của mình, Frederick đã không có thời giờ cho Claudia và cho hai đứa con của mình. Frederick có tài ba thật đó, có tinh thần trách nhiệm thật đó, nhưng mà cái doanh nghiệp của ông ta đã trở thành một nhà độc tài, nó muốn chiếm 100% cái thì giờ và cái năng lực của ông. Và vì vậy cho nên ông có thì giờ cho chính mình, và ông không có thì giờ cho người vợ và đứa con. Cho đến nỗi là khi mà Philip, đứa con trai lớn, vào nhà thương để mổ tim 7 giờ đồng hồ liên tiếp, mà Frederick cũng không bỏ công việc được để về với con. Và chính lúc Claudia đi vào mổ một cái tumor thì cũng đi một mình thôi, Frederick không có về được. Và có những đêm Claudia ngủ khóc với Frederick: anh không có thời giờ cho anh không có thời giờ cho em và các con, thì làm sao em sống được. Thì Frederick cứ hứa hẹn là hiện bây giờ trong doanh nghiệp á, thì chưa có ai có thể thay thế được anh. Nếu mà anh tìm được người thay thế trong vài ba năm nữa thì anh sẽ có thời giờ cho em và cho các con. Và cứ khất lần lữa như thế, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Và Claudia buồn chán lắm, bị cô đơn vô cùng. Tiền bạc thì không có thiếu gì hết, nhưng mà cô đơn vô cùng. Người yêu không có mặt cho mình, và các con, mình làm chồng mình có mặt cho vợ, mình làm chồng mình không có mặt cho các con. Và Claudia, để mà giết thì giờ, ghi tên vào trường đại học để học có thêm một cái bằng tiến sĩ nữa về tâm lý học. Và sau khi tốt nghiệp về tâm lý trị liệu thì Claudia đi làm tâm lý trị liệu, psychotherapist, giúp người, rồi đi làm xã hội. Nhưng mà tất cả những hoạt động đó không có lấy đi được cái niềm cô đơn của một bà vợ mà chồng hoàn toàn bị cuốn hút trong sự nghiệp. Và cố nhiên là Frederick rất thành thật khi nói rằng khi nào anh tìm được người thay thế thì anh sẽ có thời giờ cho em và cho các con, nhưng mà không bao giờ tìm được người thay thế. Và đến năm 51 tuổi thì Frederick có tai nạn xe hơi và chết. Cái ước mơ kia, cái lời hứa hẹn kia không có bao giờ thực hiện được hết. Và chỉ trong 3 hôm, cái doanh nghiệp đó tìm ra được một vị giám đốc mới, 3 ngày sau. Trong khi đó mình nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể đảm đương được cái doanh nghiệp. Vậy thì trong chúng ta có những người không thoát ra được cái ngục tù của quá khứ, và có rất nhiều người bị giam hãm trong ngục tù của tương lai. Và vì vậy cho nên không có cơ hội, không có khả năng sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại.
Ngày xưa Đức Phật có một người đệ tử là nhà Doanh Thương, ông tên là Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc tức là một cái mỹ hiệu mà dân chúng của thành phố Sravasti tặng cho ông ta. Tại vì ông ta đã để thì giờ ra để lo lắng, chăm sóc, thương yêu những người neo đơn, cùng khổ ở trong thành phố. Cấp Cô Độc tức là cấp dưỡng cho những người neo đơn, cô độc. Ông ta là nhà Doanh Thương, nhưng mà ông ta có cơ hội, có thì giờ để tu tập, để đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, để đưa các con tới nghe Đức Thế Tôn giảng dạy và thực tập. Và ông đã giúp đỡ cho biết không biết bao nhiêu người khó khăn, trong đó có bạn bè của ông. Có một thời ông ta sạt nghiệp, là tại vì kinh tế khủng hoảng, ông ta sạt nghiệp không còn một đồng. Nhưng mà ông ta không có khổ gì hết, tại vì ông có quá nhiều bạn bè và biết bao nhiêu người thương ông. Cho nên họ đã tới để giúp ông dựng lại cái cơ nghiệp rất là dễ dàng. Và chính khi mà mình có niềm tin, có tình thương, thì cái doanh nghiệp của mình càng ngày càng phát triển và cái lợi nhuận nó càng ngày càng nhiều. Và vì vậy cho nên có thì giờ để sống một cuộc sống, để sống cái đời sống tâm linh, sống đời sống đạo đức, để thì giờ để thương yêu, chăm sóc những người khác. Cái đó nó không có làm hại gì tới cái doanh nghiệp của mình hết, hay là cơ nghiệp của mình hết, dầu đó là chính trị hay là kinh tế hay là văn hóa. Cái báo Fortune ở bên Mỹ mỗi năm nó đưa ra một cái danh sách 100 doanh nghiệp đứng hàng đầu, và họ khuyên rằng nên đầu tư vào những doanh nghiệp đứng hàng đầu đó. Và khi mình nghiên cứu, mình thấy gì? Mình thấy 100 doanh nghiệp đó nó có một cái điểm chung là những doanh nghiệp đó luôn luôn chăm sóc cho những người thuộc về doanh nghiệp, lo lắng cho con cái, cho gia đình, cho những cái nỗi khổ, niềm đau của từng công nhân viên. Và tuy để ra rất nhiều tiền bạc, để ra rất nhiều thì giờ để chăm sóc, lo lắng cho người trong doanh nghiệp, mà những cái doanh nghiệp đó lại thành công hơn những doanh nghiệp chỉ chuyên môn làm tiền mà thôi, mà không có nghĩ tới cái khía cạnh thương yêu và đạo đức. Đạo Phật không có lên án những người muốn làm giàu. Mình có thể làm giàu được, và mình có thể có nhiều, mình khi mình có nhiều tiền, mình có nhiều cái quyền lực, thì mình có thể làm được nhiều điều để giúp cho xã hội. Nhưng mà nếu không có khía cạnh của đạo đức, của tâm linh, thì những cái quyền hạn đó, những cái quyền uy, những cái tiền bạc đó, nó có thể làm cho mình hư hỏng, làm cho mình và gây những đau khổ cho mình và cho những người khác. Trong đạo Phật, người ta cũng có nói tới cái uy quyền. Chúng ta cứ nghĩ rằng là uy quyền và tiền bạc là những cái yếu tố của hạnh phúc. Và phần lớn chúng ta đều nghĩ rằng làm thế nào để có nhiều tiền, làm thế nào để có nhiều uy quyền, muốn gì được nấy thì đó là hạnh phúc lớn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng có những người có rất nhiều uy quyền, rất nhiều tiền bạc, nhưng mà những người đó đau khổ rất là sâu sắc. Nói về uy quyền thì có ai uy quyền nhiều bằng Tổng thống Bush? Nhưng mà quý vị nhìn vào đời sống của Tổng thống Bush thì quý vị thấy rằng hạnh phúc không có bao nhiêu hết. Nghĩ đến cái tình trạng của Iraq thì biết. Iraq là một cái công án, một vấn đề rất là lớn. Với cái quyền uy quyền lớn như vậy, với một quân đội, với một nền kinh tế lớn như vậy, mà Tổng thống Bush cảm thấy rất là bất lực. Cái tình trạng đó là tình trạng mà nuốt không vào mà khạc cũng không ra. Và chúng ta có thể tưởng tượng được rằng trong ban đêm Tổng thống Bush làm sao để ngủ ngon được, trong khi những người trai trẻ Hoa Kỳ chết mỗi ngày ở bên đó. Và mình đã gây ra biết bao nhiêu là chết chóc và tàn phá trong cái đất nước đó. Và vì vậy cho nên chúng ta phải xét lại cái vấn đề là có phải là uy quyền và tiền bạc
là nền tảng của hạnh phúc đích thực hay không? Ở trong Đạo Phật câu trả lời rất là rõ ràng. Chúng ta phải có một cái uy quyền tâm linh, một cái uy lực tâm linh. Và cái đó trong Đạo Phật gọi là đức. Đức, chữ đức mình có thể dịch là virtue, virtue là virtue. Trước hết là cái mà chúng ta gọi là đoạn đức. Đoạn đức, đoạn có nghĩa là cắt đứt, cắt đứt. Chúng ta có những hận thù, có những đam mê, có những tham đắm, có những si mê. Mà nếu chúng ta không cắt đứt được thì những cái đó nó gây đau khổ cho chúng ta đêm và ngày. Và vì vậy cho nên tu tập làm thế nào để cắt đứt được những cái đam mê, những cái hận thù, thì con người mình nhẹ ra và mình có hạnh phúc. Và khi mình có hạnh phúc thì mình có thể giúp được cho nhiều người khác có hạnh phúc. Đó là một cái pouvoir, một cái uy lực mà chỉ có thể đạt được bằng sự tu tập thôi, chứ không phải là bằng những vận động ngoại giao hay là xã hội hay là chính trị. Cái đức thứ hai là trí đức. Trí đức tức là cái tuệ mà mình mới nói đó, tuệ giác. Cái này không có thể nào đạt được bằng cách học hỏi và chứa chấp kiến thức. Cái này là kinh nghiệm sống. Cái này là do quán chiếu nhìn và nghe và quán chiếu cho sâu sắc. Thì cái tuệ giác đó, một khi mình đã nắm được rồi thì mình có thể tháo gỡ rất là dễ dàng những cái bức xúc, những cái khó khăn, những cái mâu thuẫn, những cái khổ đau, những cái nghi ngờ trong mình. Cái đó là tuệ. Và mình có thể giúp cho những người khác tháo gỡ rất là dễ dàng. Khi mình tu học tới cái mức mà mình có thể tháo gỡ được những cái khó khăn cho mình, thì đến khi những người khác tới trình bày những khó khăn, những đau khổ cho họ, mình có thể giúp họ tháo gỡ rất là dễ dàng. Một cái ví dụ là có một cựu chiến binh Hoa Kỳ. Trong cái đơn vị của anh ta chỉ còn một mình anh ta sống sót. Những cái người trong đơn vị của anh ta bị tiêu diệt hết trong một trận đánh ở Việt Nam. Và anh ta hận thù. Anh ta hận thù cho đến nỗi anh ta muốn trả thù dân ở trong làng. Và anh ta đem tới một cái túi sandwich. Và anh ta để thuốc nổ vào trong những cái bánh mì sandwich đó. Và anh ta trốn, và anh ta thấy được năm đứa bé trong làng đi ra. Và năm đứa bé nó khám phá ra được cái túi sandwich, nó rất là mừng, nó đem ra nó ăn. Và sau đó thì nằm lăn ra, nó kêu khóc. Và anh ta chứng kiến cái cảnh những cái cha mẹ của các em ra tìm cách để mà cứu chữa. Và anh ta biết rõ và sống sót trở về. Còn năm đứa bé Việt Nam nó chết vì thuốc độc của anh ta, nó ám ảnh anh ta cả ngày đêm, năm này sang năm khác. Mỗi khi thấy mình đang ngồi, nhận ra rằng mình đang ngồi với một số trẻ em Mỹ trong phòng, thì anh ta chịu không nổi, anh ta phải chạy ra khỏi cái phòng đó liền lập tức, nếu không thì điên. Anh ta không dám nói câu chuyện đó cho bất cứ ai, và chỉ nói được cho bà mẹ. Bà mẹ khuyên như thế này: này con, những cái chuyện như thế nó thường xảy ra trong các chiến tranh thì nó cũng bình thường thôi, con đừng có đau khổ quá nhiều. Nhưng mà câu nói đó không có giúp anh ta được, và anh ta chưa có khả năng nói được cái câu chuyện đó với các nhà tâm lý trị liệu, cho đến khi anh ta gặp chúng tôi trong một khóa tu dành cho những người cựu chiến binh. Thì tới ngày thứ năm anh mới có khả năng, anh mới có can đảm nói ra câu chuyện đó, tại vì anh thấy rằng những người ngồi lắng nghe anh đều có lòng từ bi rất lớn, có khả năng tha thứ, chấp nhận, ôm ấp anh. Anh ta mới nói ra. Thì khi mà anh ta đã nói ra được rồi thì chúng tôi gỡ cho anh ta rất là mau. Tôi nói như thế này: này anh, chúng tôi công nhận là anh đã giết 5 đứa bé trong quá khứ và cái đó làm tội ác rất là lớn. Nhưng mà anh có thể thoát ra khỏi được. Anh có biết rằng hiện bây giờ đang có những đứa bé đang chết không?
có rất nhiều đứa bé đang chết trong giây phút hiện tại không? Ngay ở nước Mỹ của anh cũng vậy. Có nhiều đứa bé nó đang chết. Có nhiều đứa bé nghèo, chỉ cần một viên thuốc trú sinh là có thể cứu được. Mà tại sao anh không có đem cái thân mạng của mình, đời sống của mình để cứu trợ cho những người đó? Anh có thể trong một ngày, hai ngày cứu được 5 đứa bé khác. Và nếu anh hành động như một vị Bồ Tát, thì trong một năm anh có thể cứu được 500 em bé. Và cái đó nó sẽ tẩy đi những cái tội lỗi, những cái mặc cảm đau khổ trong quá khứ. Thì khi mà tôi mở lối cho anh ta như vậy đó, là tôi dùng cái tuệ mà tôi đã thực tập được. Là khi mà mình đã phát ra một cái tư tưởng mà không đẹp, mà mình hối hận, thì mình phát ra một tư tưởng đối lập, một tư tưởng thương yêu, tha thứ, chấp nhận, hiểu biết, nâng đỡ. Thì tự nhiên cái tư tưởng thứ hai nó chạy theo, nó bắt kịp cái tư tưởng không xứng đáng đầu, và nó trung hòa hóa. Thì đó gọi là cái ý nghiệp. Vậy thì nếu mà anh dùng cái đời sống, thì giờ và tâm lực của anh để đi cứu những đứa trẻ, thì tôi tin chắc rằng chỉ nội trong vài ba tháng anh thoát ra khỏi cái địa ngục của anh. Và sau 10 phút khai thị như vậy, là anh, con mắt nhìn của anh bắt đầu có hy vọng, và anh bắt đầu mỉm cười được. Thì ở đây tôi muốn nói đến cái sự kiện là khi mình có tuệ giác và mình có thể tự thao gỡ cho những cái khổ đau, những cái mặc cảm, những cái bức xúc của mình, và mình có thể thao gỡ được cho những người khác rất là nhiều. Những cái có khi họ đi vòng quanh năm này sang năm khác mà không thoát ra được, mà khi mình gỡ cho họ trong 1 phút 2 phút họ thoát ra được, cái đó gọi là tuệ, cái đó gọi là trí đức, tức là cái năng lượng thứ hai mà người tu có thể chế tác được. Cái thứ nhất là đoạn đức, cái thứ hai là trí đức, và cái thứ ba là ân đức. Ân đức là khả năng tha thứ, khả năng đùm bọc, khả năng thương yêu. Và khi mình tha thứ được, mình thương yêu được, thì mình có hạnh phúc, mình rất là nhẹ nhàng, và mình ban phát không biết bao nhiêu là ân huệ cho người khác. Và nếu chúng ta là nhà chính trị, nếu chúng ta là nhà dân thương, mà ta có được 3 đức đó, thì những cái phương tiện ta đang có, như là tiền bạc, như là uy quyền, nó trở thành ra những lợi khí rất lớn để có thể giúp dân, giúp nước, tạo hạnh phúc cho không biết bao nhiêu người. Còn nếu không có cái khả năng thương yêu, tha thứ, chấp nhận, không có cái trí tuệ để tháo gỡ, không có cái khả năng chặt đứt những cái dây mơ rễ má của cái tham đắm, của cái hận thù, thì cái quyền lực đó cũng như cái tiền bạc đó, nó có thể tạo ra địa ngục cho mình và cho người khác. Mình sẽ lạm dụng cái tiền bạc đó, mình sẽ lạm dụng cái uy quyền đó, và làm khổ cho mình và làm khổ cho những người khác. Và vì vậy cho nên câu trả lời trong đạo Phật là phải chế tác cái uy lực tâm linh, phải có một chiều hướng tâm linh trong đời sống hàng ngày. Nếu mình là nhà chính trị, nếu mình là nhà dân thương, nếu mình là nhà giáo dục hay là nhà văn hóa, thì mình cũng cần phải có một cái chiều hướng tâm linh như vậy. Đó là tạo khê dòng suối của thiền. Ông Cấp Cô Độc, nhà thương gia, đệ tử của Đức Thế Tôn, ông đã mua một cái vườn hoa rất đẹp của Thái tử Kỳ Đà để hiến tặng cho Phật, làm một tu viện cho các thầy. Và ông ta có rất nhiều hạnh phúc khi mà thực tập như là một người đệ tử của Phật, yểm trợ cho Phật và cho tăng đoàn. Và có một hôm ông đem 500 người bạn thương gia tới để thăm Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn biết rất rõ cái tâm lý của nhà dân thương. Biết là những ngày này chỉ nghĩ tới tương lai, và cứ nghĩ rằng chỉ đạt được những cái mà mình mong muốn trong tương lai mới có hạnh phúc. Cho nên Ngài đã dạy một cái kinh
gọi là kinh người áo trắng. Bên Ấn Độ ngày xưa người tu thì mặc mặc áo gọi là màu nâu, màu đất, còn những người cư sĩ thì mặc áo trắng, những người đời thì mặc áo trắng, kinh người áo trắng. Trong kinh đó Đức Phật đã sử dụng cái cụm từ hiện pháp lạc trú 5 lần. Hiện pháp lạc trú là có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại mà không có chờ đến tương lai. Tiếng Phạn là Drishta Dharma Sukha Vihara, nó có nghĩa là mình đang có những cái điều kiện để có thể có hạnh phúc ngay bây giờ. Tại sao mình phải đợi đến tương lai mới có hạnh phúc? Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng hiện bây giờ ta chưa có đủ điều kiện để có hạnh phúc, ta phải đi về tương lai để kiếm thêm một vài điều kiện nữa thì mới thật sự có hạnh phúc. Khi chưa có bằng cấp thì ta nghĩ rằng có bằng Phật cấp thì mới có hạnh phúc. Nhưng mà khi có bằng cấp rồi thì chúng ta nghĩ rằng có bằng cấp cũng chưa có hạnh phúc. Phải có công ăn việc làm, phải có nhà, phải có xe. Và như vậy, cứ như vậy chúng ta bỏ hiện tại mà đi tìm hạnh phúc trong tương lai. Và vì vậy cho nên Đức Thế Tôn đã dạy trong cái bài giảng cho 500 nhà dân thương đó là quý vị nên nhớ là quý vị có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, hiện pháp lạc trụ. Nếu quý vị thực tập an trú trong giây phút hiện tại, xét lại thì thấy rằng trong giây phút hiện tại chúng ta đã có rất nhiều những cái điều kiện để có hạnh phúc. Và nếu chúng ta nhớ được thì tự nhiên cái hạnh phúc nó đến một cách rất là dễ dàng. Thành cái bài thực tập nó rất là đơn sơ, lấy một tờ giấy và viết xuống những cái mà mình nghĩ rằng mình cần phải có, mình chưa có mà mình cần phải có thì mới có hạnh phúc. Thì có thể là mình viết được 3 hay 4, 5 cái. Còn mình lật sang bên kia, mình viết xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đã có, đang có. Thì quý vị sẽ ngạc nhiên khám phá ra rằng một trang không có đủ để ghi lại những cái hạnh phúc, những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta hiện đang có. Ấy vậy mà chúng ta cứ đạp lên những cái điều kiện hạnh phúc đang có để đi tìm hạnh phúc trong tương lai. Đó là một cái dại dột của rất nhiều người trong chúng ta. Cho nên hiện pháp lạc trú có nghĩa là trở về nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang thực sự có hôm nay và trân quý những điều kiện đó và thừa hưởng những điều kiện đó thì chúng ta có thể có hạnh phúc liền lập tức. Ví dụ như là khi mà tôi thở vào và tôi để ý tới cái trái tim của tôi thì tôi nhận ra rằng trái tim của tôi là một điều kiện rất là căn bản của hạnh phúc tôi. Tại vì trái tim của tôi nó hoạt động bình thường, nó không có vấn đề gì hết. Nó làm việc 24 giờ một ngày để nó nuôi những tế bào trong cơ thể tôi. Và hình như là trong đời sống hàng ngày tôi bận rộn quá, tôi không có thời giờ trân quý nó. Và tôi có thể làm những cái điều để làm hại cho nó. Ví dụ tôi hút thuốc, tôi uống rượu. Tôi hút thuốc, tôi uống rượu thì tôi làm hại trái tim của tôi mà tôi không có biết. Tôi đang tàn phá những cái điều kiện hạnh phúc mà tôi đang có. Và cái gan của mình cũng vậy. Nếu mà mình uống rượu nhiều quá, mình ăn chất mỡ, dầu nhiều quá thì nó hại cho cái gan của mình. Hay nếu mình uống thuốc Tây nhiều quá thì cũng hại cho cái lá gan. Và vì vậy cho nên chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta không có khả năng nhận diện và chúng ta không có làm những công việc để bảo hộ cho những điều kiện đó. Trái lại chúng ta dẫm lên trên nó mà chúng ta đi. Và vì vậy cho nên hai cái câu gọi là bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiếm bao. Nó không phải chỉ áp dụng cho người yêu của mình, cho những người mình thương yêu, mà nó áp dụng cho tất cả những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Năm 1962 tôi ở Princeton, tôi có viết một cái đoạn văn tên là Bông Hồng Cải Ảo. Thì mới đọc thì quý vị thấy rằng đây không phải là một bài thuyết pháp, mà tôi chỉ viết về cái sự có mặt quý giá của bà mẹ thôi. Mình bận rộn quá, mình chạy theo danh lợi, mà mình không có ý thức rằng mình có một món quà rất lớn cho mình, đó là bà mẹ. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau. Và tôi đề nghị một cái bài tập là chiều nay khi đi học về hoặc khi đi làm về,
thì anh hoặc chị nên đi vào phòng của mẹ và ý thức rằng mẹ đang còn sống và đang còn bên anh. Rồi anh vào phòng của mẹ, anh đưa tay, mẹ có thể đang may vá hay đang nấu nướng, thì anh hỏi một câu, anh nhìn mẹ, trước hết anh nhìn mẹ để biết rõ rằng mẹ còn sống bên anh. Rồi anh hỏi một câu, mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Thì mẹ sẽ ngừng lên và hỏi, biết gì con? Thì anh sẽ hỏi một câu hỏi thứ hai, mẹ có biết là con yêu mẹ không? Con thương mẹ không? Con trân quý sự có mặt của mẹ hay không? Anh chỉ cần hỏi một câu hỏi như vậy. Câu hỏi đó nó chứng tỏ rằng anh đang thấy được cái sự quý giá, cái sự quý giá của sự có mặt của mẹ bên anh. Và câu hỏi đó làm cho anh hạnh phúc và cũng làm cho mẹ anh hạnh phúc. Tại vì khi thương, tức là cái thương yêu, tức là mình công nhận sự có mặt của người mình thương yêu, mình trân quý sự có mặt của đó. Thành ra khi mà mình về, mình hỏi một câu như vậy, tức là mình thực tập chánh niệm, tức là mình nhận diện được những cái gì quý giá mà mình đang có. Đó là một cái bài thiền tập. Và tôi đề nghị là mỗi ngày Vu Lan rằm tháng 7 thì những người còn mẹ được cài một bông hoa màu hồng, và những người mất mẹ thì cài một bông hoa màu trắng, để cho mình có cơ hội trân quý mẹ của mình. Dầu mẹ mình đang còn hay là đã mất, mình vẫn trân quý bà mẹ. Và cái truyền thống đó bắt đầu từ năm 1962. Bây giờ ở các chùa Việt Nam và quốc ngoại nữa, đến ngày Vu Lan thì gia đình Phật tử thường thường tổ chức lễ bông hồng cài áo. Đó là một bài học chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là ý thức được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại và trong cái văn mạch này là những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thúy Kiều đã trải qua 15 năm luân lạc và Thúy Kiều đã nhiều lần muốn tự tử. Chúng ta nhìn thanh niên và thiếu nữ chung quanh ta. Chúng ta biết rằng ở bên Pháp á, mỗi ngày á, có chừng 25 thanh niên thiếu nữ tự tử. Và bên Anh còn nhiều hơn nữa. Không phải là họ thiếu cơm, thiếu áo, nhưng mà tại vì họ ở vào trong những cái hoàn cảnh rất là bức xúc, tuyệt vọng, chán đời. Chúng ta nhớ rằng ngày xưa Thúy Kiều, lần đầu tiên mà Thúy Kiều muốn tự tử là sau khi đã thất thân với Mã Giám Sinh. Khám phá ra rằng đây không phải là mình lấy chồng, mà mình trở thành ra một món hàng để mua bán. Nhưng mà Thúy Kiều đã không chết là tại vì sợ rằng nếu mà mình tự tử thì là liên lụy cho cha, cho mẹ, để sau này rồi chết cũng không sao. Và đến khi mà về tới cái trú sở của Tú Bà rồi đó, và bị Tú Bà la mắng và hành hạ đó, thì Thúy Kiều lấy dao ra đâm vào bụng để tự tử lần thứ hai. Chúng ta không biết có bao nhiêu lần tự tử tất cả, nhưng mà trong truyện Kiều có ghi là ít nhất là 3 lần. Lần thứ 3 là sông Tiền Đường. Thì trong cái lần tự tử thứ 2 mà không chết đó, thì Thúy Kiều nằm mơ thấy Đạm Tiên. Đạm Tiên nói rằng chết chưa được đâu chị ơi, cái nghiệp của chị còn nặng lắm, chị phải trả cái nghiệp báo của chị. Và đến khi mà chị trả hết á, thì chị mới có thể chết được, và em sẽ đón chị ở sông Tiền Đường. Và vì vậy cho nên khi mà Hồ Tôn Hiến mà chiến thắng Từ Hải rồi và đem Kiều gả cho một viên thổ quan, thì Thúy Kiều được rước xuống thuyền đưa về. Và khi mà nghe tiếng
tiếng hải triều, tiếng triều nổi lên, thì Thúy Kiều hỏi, người ta nói đây là sông Tiền Đường. Và Thúy Kiều nói như vậy, tức là đến lúc mình phải chết rồi. Và Thúy Kiều đã nhảy xuống sông tự tử. Những người thiếu nữ đang trong cái nguy cơ muốn tự sát. Khi mà một cái cảm xúc lớn nó nổi dậy thì mình đau khổ vô cùng, sự tuyệt vọng, sự căm thù. Và có rất nhiều người nghĩ rằng cái cách duy nhất để có thể chấm dứt khổ đau là tự tử thôi. Ở trong những cái khóa tu dành cho người thiền sinh Tây Phương, chúng tôi có trao truyền cho họ cái pháp môn thực tập để mà đối phó với những cái cơn bão ở trong lòng, những cơn bão có thể đưa mình tới cái quyết định tự tử. Thì chúng tôi có nói rằng là cảm xúc nó chỉ là cảm xúc thôi. Cảm xúc nó như là cơn bão tố, nó tới, nó ở lại một thời gian rồi nó đi. Tại sao mình phải chết vì một cái cảm xúc? Và chúng tôi chỉ dẫn cho người ta cái phương pháp trở về với hơi thở và thực tập thở bụng. Khi mình nhìn vào một cái cây trong cơn bão thì mình thấy rằng cái đọt cây nó oằn oại trước gió, và mình có cảm giác tưởng là cái cây đó có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mình đưa mắt nhìn vào cái thân cây thì mình thấy có một cảm giác khác. Thân cây nó được cắm rễ sâu sắc vào trong cây, và mình có cảm tưởng rằng cái cây này có thể đứng vững được. Thì trong con người mình cũng như vậy, khi mà cái cảm xúc nó ảo đến thì nó làm cho lung lay cái phần tư duy của chúng ta. Phần tư duy của chúng ta nó nằm ở đây. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta bị một cảm xúc lớn, chúng ta phải tìm cách đưa cái ý của chúng ta đi xuống, đừng có để cho nó lưu trú ở trong cái vùng tư duy, đưa xuống cái phía dưới đan điền, dưới rốn. Và chúng ta thực tập trong cái tư thế ngồi, thực tập để ý tới cái sự phồng lên và xẹp xuống của bụng. Thở vào tôi thấy cái bụng tôi nó phồng lên, thở ra tôi thấy cái bụng nó xẹp xuống. Trên này chính là cành lá phía trên của cái cây, dưới đây là cái gốc của cây. Chúng ta phải ôm lấy cái gốc trong cái giờ phút nguy hiểm của cảm xúc. Thở vào tôi thấy bụng tôi phồng lên, thở ra tôi thấy bụng tôi xẹp xuống, và cố thủ ở dưới đó. Và nhớ rằng đây chỉ là một cơn cảm xúc. Cảm xúc nó tới, cảm xúc nó ở lại một thời gian, rồi cảm xúc nó đi. Mình không mình dạy gì mà chết vì một cảm xúc. Thì mình, con người của mình, nó không phải chỉ là cảm xúc. Cảm xúc chỉ là một phần nhỏ của con người của mình. Và chúng tôi trao truyền cho người thiền sinh cái khả năng có thể chống cự được một cái cảm xúc nhờ cái chính niệm và phương pháp thở. Và chúng tôi có nói rằng nếu quý vị làm thành công rồi thì quý vị phải dạy cho các cháu, và quý vị sẽ cứu được các cháu nếu các cháu nó biết cái phương pháp này. Sau khi mà Thúy Kiều đã được vớt lên, tại vì Giác Duyên đã thuê hai người ngư dân biết trước rằng là Kiều sẽ nhảy xuống tự tử ở đây, cho nên đã dùng cái vàng mà Thúy Kiều với tư cách phu nhân của Tử Hải tặng đó, đã không dùng cái số vàng đó để mà làm chùa, trái lại là để thuê hai người ngư dân trực sẵn để cứu Kiều. Và sau khi cứu được Kiều rồi thì Ni sư Giác Duyên giúp cho Kiều xuất gia trở lại để mà tu hành. Tại vì trước đó Kiều đã từng được xuất gia một lần rồi. Khi mà làm con ở nhà hoạn thư thì Kiều khổ đau quá và xin được đi xuất gia. Và hoạn thư nói rằng ở trong vườn có một cái ngôi chùa gọi là Quan Âm Các, hay là cho nó ra xuất gia đó.
Thì cái lần đầu xuất gia đó Kiều chỉ xuất gia với cái ý nguyện tị nạn mà thôi, không có quyết tâm tu hành, không có được thầy chỉ dẫn tu học, không có pháp môn tu học. Cho nên cái thời gian mà ở Quan Âm Các là tị nạn mà thôi. Và sau đó thì trốn Quan Âm Các mà đi phạm giới ăn cắp, mang theo những cái đồ chuông vàng khăn bạc của chùa để đi. Và đến khi tị nạn ở tại chùa của Ni Sư Giác Duyên thì cũng nói dối là mình từ Bắc Kinh về, mình không phải là, trong khi đó mình là ở Quan Âm Các gần đó, phạm tới hai giới, giới ăn cắp và giới nói dối. Và những cái điều đó đã khiến cho Kiều phải gánh chịu quả báo sau này. Lần thứ ba sau khi tự tử, Kiều được Ni Sư Giác Duyên cứu lên, và kỳ này thì Kiều nhất quyết tu học đàng hoàng. Và vì vậy cho nên cái giai đoạn mà sau lần tự tử thứ ba là giai đoạn có thể gọi là hạnh phúc nhất của đời Kiều. Và tôi nghĩ rằng 4 5 câu ở trong truyện Kiều này đủ cho chúng ta quán chiếu để thấy được con đường mà dân tộc và quốc gia của chúng ta có thể đi trong cái thời đại toàn cầu hóa này. Ni Sư Giác Duyên chờ Kiều ở bên sông Tiền Đường, và Ni Sư đã lập ra một cái am tranh, một cái chùa nhỏ. Và khi cứu được Kiều rồi thì Ni Sư đem về cho xuất gia trở lại làm ni cô, và hai chị em đã sống những ngày rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Và cụ Nguyễn Du viết như thế này: một nhà chung chạ sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề bát ngát mênh mông, chiều dâng hôm sớm mây lồng trước sau, nạn xưa quét quét sạch lầu lầu. 5 câu. Và chúng ta nếu quán chiếu thì thấy rằng những cái điều kiện hạnh phúc mà hai người đang có đủ làm cho họ có hạnh phúc rồi. Một nhà chung chạ sớm trưa là điều kiện hạnh phúc thứ nhất. Khi mà mình được đoàn tụ với nhau, mình có đang còn được sống với những người mình thương yêu, đó là cái điều kiện của hạnh phúc. Như là Ni Sư Giác Duyên với là Ni Cô Trạc Tuyền, hai chị em cùng tu ở một nơi. Ngày xưa thì đi xa cách. Chúng ta đang được sống với người thương của chúng ta. Và mỗi ngày ta phải nhận diện, công nhận sự có mặt quý giá của những người đó. Buổi sáng khi ăn sáng với nhau, chúng ta đừng có che cái mặt người thương của chúng ta bởi một cái tờ báo. Chúng ta đặt tờ báo xuống, chúng ta nhìn cái người đang ngồi đối diện, người đó có thể là chồng của ta hay vợ của ta hay con của ta, và ta nói một câu: có anh ở trong nhà, có em ở trong nhà, em hạnh phúc lắm, có bố còn sống con rất là hạnh phúc, có mẹ còn sống đó con rất là hạnh phúc. Chúng ta nhìn nhau chỉ một giây lát thôi và chúng ta nói một câu như vậy, tức là chúng ta trân quý sự có mặt của nhau. Chúng ta không quá bận rộn để không có nhìn thấy mặt nhau. Chúng ta không sống với nhau như là những người trong quán trọ y pha nho. Chúng ta là một gia đình, chúng ta đang có cái cơ hội sống với những người thương, và trước hết là ta phải công nhận sự có mặt quý giá của những người thương. Nếu chúng ta không làm công việc đó ngày hôm nay thì ngày mai xa cách người kia chết đi, chúng ta khóc. Tôi đã từng thấy có những người khi người thương chết rồi thì kêu gào rất là thảm thiết. Mà tôi đọc cho kỹ thì thấy rằng cái sự kêu gào đó không hẳn là tại vì tiếc thương cái người đã chết mà thôi, mà sự hối hận. Trong khi người đó đang còn sống, mình đã đối xử tàn tệ với người đó, mình đã không trân quý sự có mặt của người đó. Cho nên khi người đó chết rồi, mình hối hận rất là nhiều. Và những người gào thét nhiều nhất là những người hối hận nhiều nhất. Ban đầu mình tưởng là tại vì thương tiếc người kia, nhưng kỳ thực cái phần đó nó rất là ít. Cái làm cho mình gào thét nhiều nhất là mình hối hận là mình đã không sống với người đó, mình đã không trân quý sự có mặt của người đó.
Cho nên hiện bây giờ những người thân của mình đang còn sống với mình trong một mái gia đình, là mình, đó là một cái điều kiện đầu của hạnh phúc, và mình phải làm thế nào để công nhận sự có mặt quý giá của họ, phải nhìn họ như thế nào để tỏ rằng mình trân quý sự có mặt của họ, phải nói ra những cái lời như thế nào để chứng tỏ rằng mình trân quý sự có mặt của họ. Không có cần tiền bạc, mình chỉ cần cái thái độ, cái nhận thức đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm tức là khả năng trân quý, nhận diện được những cái gì mà mình đang có. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Gió và trăng, phong và nguyệt. Và mình đi vào đền Ngọc Sơn, mình thấy hai chữ phong nguyệt. Chúng ta tự hỏi rằng trong cái túi của chúng ta có phong và có nguyệt hay không? Phong tức là gió mát, và nguyệt là trăng trong. Gió trăng mát mặt tức là sự thảnh thơi. Nếu chúng ta có thì giờ, có thảnh thơi, chúng ta tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống như là ánh trăng, như là cơn gió mát, gió trăng mát mặt, là những điều kiện hạnh phúc mà hiện ta đang có. Nhưng nếu quý vị là nhà chính trị, nhà doanh thương, nhà giáo dục, nhà kinh tế, mà quý vị bận rộn quá, và quý vị không có hưởng được cái gì màu nhiệm của thiên nhiên hết, đó là một sự mất mát rất là lớn. Quý vị không có gió, không có trăng ở trong cái túi của mình. Quý vị có thể có đô la hay của franc hay của euro, nhưng mà quý vị không có gió và không có trăng. Nên câu hỏi của mình là trong cái túi mình có gió, có trăng hay không? Hay là chỉ có những cái dự án, những cái credit card mà thôi? Và gió trăng là tượng trưng cho những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Mà gió trăng mình đâu có cần phải mua đâu. Và mình sống bận rộn cho đến nỗi rằng là mình không biết rằng mặt trăng đang có đó cho mình, và những cơn gió mát đang có cho mình. Gió trăng là tượng trưng cho tất cả những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Những ngôi sao, màu trời xanh, màu mây trắng, màu liễu lục, màu hoa vàng, tiếng chim hót, tiếng thông reo, những bông hoa đang nở, tất cả những cái đó đối với chúng ta không có giá trị, không có, là tại vì chúng ta đang bận rộn quá chừng. Mà một trong những cái đặc tính của nền văn hóa mới là sự bận rộn. Ngày xưa chúng ta không có giàu như bây giờ, không có những cái phẩm vật, nhiều những cái phẩm vật để tiêu thụ như bây giờ, nhưng chúng ta có thì giờ. Chúng ta có thể tiếp xúc với gió, với trăng. Ngày xưa khi cây đại anh đào sắp nở thì ông cụ nói rằng là mình phải viết một cái thiệp mời 30-40 người bạn tới, và để ngâm thơ, để thưởng thức cái hoa đào nở rộ. Và nếu hoa đào nở chậm một chút tại trời lạnh thì đem trống ra để mà thúc cho hoa đào nở cho kịp, gọi là kích cổ thôi hoa. Và ngày xưa chúng ta có những người có thi giờ bơi một chiếc thuyền thúng ra hồ sen để gửi những cái lá trà vào trong bông sen. Buổi sáng tinh sương bơi ra hồ sen lấy lại những cái trà đó để mà pha trà uống ngay trong trường sớm. Bây giờ chúng ta bận rộn quá, chúng ta không có làm được những cái chuyện mà ngày xưa ông cha chúng ta đi làm. Ngày xưa đi ăn dỗ thì tới giờ nào cũng được hết. Tới giờ nào trong ngày cũng có cỗ để ăn hết. Bây giờ phải đến đúng giờ, nếu không thì không được. Ngày xưa chúng ta cứ đi bộ la cà tới 9 giờ sáng cũng có cỗ ăn, 5 giờ chiều cũng còn cỗ ăn. Ăn xong là chúng ta đi ra hàng rào, chúng ta bẻ một cái que, chúng ta xịa răng rồi chúng ta tản bộ đi về nhà thôi. Ngày xưa chúng ta nghèo hơn mà chúng ta có hạnh phúc hơn. Bây giờ chúng ta giàu hơn mà chúng ta không có hạnh phúc hơn. Chúng ta không có thời giờ để thương yêu, để chăm sóc, để sống sâu sắc trong giây phút hiện tại. Gió trăng mắt mặt, muối dưa chay lòng. Hai sư cô không có tiêu thụ nhiều. Muối dưa tức là sống đơn giản thôi. Mà nếu mà chúng ta không sống đơn giản thì chúng ta phải quần quật làm suốt ngày. Mà quần quật làm suốt ngày thì đâu có thời giờ để thương yêu, để sống. Có được một cái job, có được một cái công việc thì muốn thêm có công việc nữa để cho đồng ra đồng vào nó nhiều. Có một xe hơi thì nó một xe hơi không đủ, phải có 2 chiếc mới đủ. Và cái lòng tham của chúng ta không có đáy.
Và vì vậy cho nên chúng ta không có khả năng nên sống nếp sống đơn giản. Và sống đơn giản để có thì giờ mà sống cho sâu sắc. Đó là cái phương châm của một nền văn hóa mới. Không phải là chúng ta phải chọn lựa giữa chữ sự làm giàu và cái nếp sống sâu sắc. Cái văn hóa của chúng ta, trong đó có nhiều cái yếu tố mà chúng ta có thể thừa hưởng được. Chúng ta không có nên đo cái hạnh phúc bằng cái lợi nhuận, cái sự phát triển. Nói rằng Trung Quốc trong quý này đạt tới 11,2 của sự phát triển. Nhưng chúng ta không có nên đo như vậy. Tại vì chúng ta phải đo hạnh phúc bằng những cái tiêu chuẩn khác. Chúng tôi là những người tu. Và chúng tôi thực chứng cái điều này. Chúng tôi tới từ nhiều quốc gia khác nhau, tới nhiều từ nhiều cái bối cảnh khác nhau. Có nhiều người trong chúng tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, đã làm luật sư rồi, đã làm bác sĩ rồi. Nhưng mà chúng tôi bỏ để chúng tôi đi tu. Là tại vì chúng tôi muốn có hạnh phúc nhiều hơn, cho nên đi tu. Và chúng tôi muốn giúp được nhiều người hơn, cho nên chúng tôi đi tu. Mà chúng tôi đã và đang làm được những chuyện đó. Trong chúng tôi không ai có một chương mục ngân hàng riêng hết. Không ai có tiền riêng. Chúng tôi không ai có xe riêng. Chúng tôi không ai có điện thoại cầm tay riêng. Tất cả đều thuộc về chùa hết. Khi mà mình sử dụng thì mình sử dụng chùa. Chúng tôi không ai có một địa chỉ, điện thư riêng. Thì 2 năm trước nói chuyện ở trong Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, chúng tôi có nhắc điều đó. Chúng tôi nói rằng chúng tôi là cộng sản thứ thiệt. Cộng sản thứ thiệt, chính hiệu con nai. Và chúng tôi có rất nhiều tình huynh đệ, chúng tôi có rất nhiều nụ cười. Chúng tôi không có những cái điều kiện mà người ta nghĩ rằng thiết yếu cho hạnh phúc. Nhưng mà chúng tôi rất hạnh phúc. Tại vì trong đời sống hàng ngày, chúng tôi có khả năng xử lý những cái khó khăn của tâm lý. Chúng tôi chế tác tình huynh đệ, chúng tôi tập cắt đứt những cái tham đắm, những cái giận hờn. Chúng tôi thực tập và thương yêu, chấp nhận. Và chúng tôi có đủ hạnh phúc, có đủ tình thương yêu, có đủ tình huynh đệ, có đủ nụ cười, có đủ ánh mắt thương yêu. Và vì vậy cho nên chúng tôi để thì giờ ra để tổ chức những khóa tu, hướng dẫn cho những người ở ngoài đời, họ cũng làm được như chúng tôi. Và có một thầy ngày xưa làm kiến trúc sư, theo một khóa tu thì bỏ nghề kiến trúc để nói rằng, và đi tu, nói rằng là ai dè rằng là trong đạo Phật người ta cũng sáng tạo ra không gian để cho người ta sống. Tại vì kiến trúc sư nghĩa là sáng tạo ra không gian để cho người ta sống thoải mái. Thế ai dè trong đạo Phật người ta cũng làm như vậy mà không cần tới vôi, tới gạch, tới xi măng. Tại vì tự do là cái không gian rất là cần. Khi mình yêu thương là mình không nên áp đặt cái ý của mình, cái cách của mình lên người yêu của mình. Mình phải cho người đó có đủ không gian ở trong trái tim, ở ngoài. Và vì vậy cho nên đạo Phật, cái món quà quý giá mà mình có thể tặng cho người là không gian, là tự do. Và vì vậy cho nên vị kiến trúc sư đó đã bỏ cái nghề của mình để trở thành thầy tu. Tại vì ông có thấy rằng tu cũng là kiến thiết không gian cho mình và cho những người khác. Một nhà chung trạ sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, một đời sống vật chất đơn giản thôi, không có cần phải giàu quá. Nó có cho mình được nhiều thời gian, nhiều không gian để sống và để chăm sóc và để thương yêu. Nếu anh bận rộn quá thì giờ đâu để cho anh thương yêu? Nếu anh không có mặt thì làm sao anh thương yêu? Thương yêu trước hết là phải có mặt cho người mình thương, có phải như vậy không? Mà có mặt, tức là thân với tâm nó hợp nhất, an trú được trong giây phút hiện tại.
Có một cậu bé 12 tuổi, ông bố nói, ngày mai là sinh nhật của con muốn gì thì bố mua. Thì cậu bé không có biết nói gì hết, tại vì ông bố mình rất là giàu, muốn mua cái gì là có. Nhưng mà cái mà cậu thiếu là sự có mặt của bố. Bố là nhà doanh thương, bố không có mặt cho bố, chứ đừng nói là có mặt cho gia đình và cho mình. Và vì vậy cho nên sau một hồi suy nghĩ thì cậu nói, con muốn bố, tại vì mình có bố, nhưng mà giống như là không có bố, tại vì bố hoàn toàn bị thu hút bởi cái sự nghiệp, bởi cái doanh nghiệp của bố. Và vì vậy đây, cho nên đây là một cái tiếng chuông. Và chúng ta phải đặt thành câu hỏi. Cái mà chúng ta cần là tiền hay là hạnh phúc? Cái mà chúng ta cần là uy quyền hay là hạnh phúc? Cái mà chúng ta cần là cái danh hay là cái hạnh phúc? Chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta cần là hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc thì phải có thời giờ để sống. Mà muốn có thời giờ để sống, để thương yêu, thì phải có một nếp sống nó đơn giản hơn. Cho nên một nếp sống đơn giản để có thể bảo hộ được môi trường, để có thể bảo hộ được trái đất, để bảo có thể có tương lai cho con cháu mình. Đó là giải pháp, đó là con đường duy nhất. Trên cái quá trình phát triển và đi tới của một đất nước, của một dân tộc, chúng ta phải thấy được những điều đó. Chúng ta tiến bộ, nhưng làm thế nào để chúng ta có thể gìn giữ được cái trái đất này, cái môi trường này cho con cháu chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta đừng có đơn giản nghĩ rằng hễ có nhìn tiền nhiều, hễ có quyền lực nhiều, hễ có danh vọng nhiều là có hạnh phúc. Câu hỏi đó cần phải được đặt ra. Chúng ta sống như thế nào để vừa có hạnh phúc mà vừa có được một tương lai cho con cháu chúng ta? Đó là câu hỏi rất lớn, đứng về phương diện văn hóa mà nói. Trong cái viễn tượng toàn cầu hóa, chúng ta phải giải quyết cho được cái câu hỏi này, đáp lại cho được câu hỏi này. Làm thế nào để chúng ta đi tới được, chúng ta đánh bại được nghèo đói và ngu dốt, nhưng mà chúng ta cũng có được thời giờ để sống cho đàng hoàng, cho sâu sắc, để có thể thương yêu và chăm sóc những người thân yêu của chúng ta. Thành ra muối dưa chay lòng, nó có nghĩa là sống một cuộc sống lành mạnh, nhưng mà đơn giản thôi, không cần phải quá nhiều tiền bạc. Thì tôi xin nhắc lại câu thứ nhất, một nhà sum họp sớm trưa, trân quý sự có mặt của những người thương, gió trăng mát mặt, phải biết thưởng thức những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, phải có thời giờ để sống. Muối dưa chay lòng, phải sống đơn giản trở lại. Đừng có nghĩ rằng chỉ có nhiều tiền mới có hạnh phúc. Đó là một nhân sinh quan rất là quan trọng. Nó phải nằm ở trong cái viễn tưởng về tương lai của chúng ta. Mà chúng ta có những yếu tố của tuệ giác như vậy trong cái nền văn hóa truyền thống. Chúng ta không cần phải đi kiếm ở nơi một cái ý thức hệ nào xa xôi, từ Tây Phương đi tới. Ngay trong cái nếp sống văn hóa của chúng ta đã có những yếu tố của tuệ giác như thế. Ngay trong truyện Kiều, chúng ta đã có những cái yếu tố của tuệ giác như thế. Bốn bề bát ngát, mênh mông. Chúng ta có không gian rất là nhiều. Nếu mà sống mà không có tự do, không có không gian, nhất là không gian trong lòng, nó thì chúng ta làm gì có hạnh phúc. Ở trong kinh có nói đến Đức Phật như là một vầng trăng. Một vầng trăng nó đi ngang lên trên không gian mênh mông. Và nếu vầng trăng đó nó đẹp là tại vì xung quanh vầng trăng có quá nhiều không gian. Khi mà chúng ta cắm hoa, mà nếu chúng ta biết cái nghệ thuật cắm hoa, chúng ta biết rằng không cần phải có nhiều hoa. Mỗi bông hoa phải có cái không gian xung quanh đầy đủ để cho bông hoa đó nó tỏa chiếu cái đẹp của mình. Chứ nếu mà chúng ta cầm một nạm hoa rất đầy mà cắm vào trong cái bình mà không cho mỗi bông hoa một cái không gian thì nó không có tỏa chiếu cái nét đẹp của nó. Chúng ta cũng vậy, mỗi người trong chúng ta là một bông hoa. Chúng ta phải có không gian ở chung quanh chúng ta và chúng ta phải có không gian trong trái tim. Nếu mình là người yêu thì mình phải biết tặng cho người yêu của mình không gian, tức là tự do. Còn nếu mình áp đặt những cái mình suy tư, mình muốn lên người yêu của mình là mình làm cho người yêu mình chết mần dần, chết mòn.
Vậy vậy cho nên cái tặng phẩm quý nhất mà một người yêu có thể đưa cho một người yêu là tự do, là không gian, nhất là không gian trong trái tim. Bốn bề bát ngát mênh mông, triều dâng hôm sớm, mây lòng trước sau. Triều dâng hôm sớm tức là nhạc. Buổi sáng nào cũng nghe thủy triều, đêm nào cũng nghe, tối nào cũng nghe thủy triều. Đó là một bản nhạc hào hùng của đất trời. Mà chúng ta có thì giờ để nghe không? Nó có đó, cái đẹp của thiên nhiên, âm nhạc, hội họa của thiên nhiên, nó có sẵn đó và chúng ta có thể thưởng thức, để chúng ta có thể nhìn ngắm. Nếu chúng ta có thì giờ, vấn đề là vấn đề thì giờ hay là không? Triều dâng hôm sớm, đó là nhạc. Mây lồng trước sau, đó là họa. Bữa trước am có rất nhiều là mây, mây đủ sắc. Mà cái bức họa đó, một giờ đồng hồ sau thì nó được thay bằng một cái bức họa khác, những đám mây khác, những cái màu sắc khác. Và cứ ngồi đó mà ngắm thì thấy rõ ràng rằng là về nhạc hay là về họa, mình có đầy đủ trong giây phút hiện tại. Vấn đề là có thì giờ không để mà thưởng thức cái nhạc đó và cái họa đó, và cái yếu tố hạnh phúc thứ năm của hai chị em tu với nhau là nạn xưa trút sạch lầu lầu, những cái oan khổ, những cái uất đức, những cái đen tối của ngày xưa bây giờ nó đã qua rồi. Cho đất nước ta đã trải qua bao nhiêu giai đoạn đen tối, đã có 6-7 triệu người chết trong bao nhiêu năm chiến tranh. Có các chiến sĩ đã từng chết oai hùng cho nền độc lập, cho nền tự do của đất nước. Nhưng mà có biết bao nhiêu người chết một cách oan khốc trong tối tăm. Và những cái nỗi khổ niềm đau đó chưa bao giờ nói lên được, chưa bao giờ công nhận được. Và trong chuyến về này chúng tôi đã được chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép mở ra 3 cái trai đàn chẩn thế giải oan để cầu nguyện cho 6 triệu người, 7 triệu người đồng bào đã chết. Và chúng tôi vừa mới hoàn tất cái trai đàn giải oan thứ 3 ở tại Sóc Sơn. Tất cả các Phật tử xuất gia hay đại gia đã tới với trái tim rất là thuần khiết, đóng góp vào sự kiến tạo trai đàn và cầu nguyện cho những người đã khuất. Trong đó có những cái người vượt biên bằng đường biển và chết ở ngoài biển. Trong trai đàn trần tế tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn, tôi nhận ra có rất nhiều người Công Giáo và những người không có phải đạo Phật cũng tới. Chúng ta đã tới với nhau như những người đồng bào ruột thịt. Chúng ta đã cầu nguyện cho tất cả đồng bào của chúng ta không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt đảng phái. Chúng ta cầu nguyện cho những người cộng sản, chúng ta cầu nguyện cho những người chống cộng luôn. Tại vì họ đều là những cái đồng bào của chúng ta. Và vì vậy cho nên cái trai đàn được gọi là trai đàn bình đẳng, giải oan, không có phân biệt tôn giáo, chủng tộc, chính trị. Và tôi đã thấy tất cả các mọi giới đồng bào tới với trai đàn với trái tim thuần khiết như vậy, và chỉ với một mục đích là cầu nguyện cho những người thương đã chết. Nếu chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau mà bị đè nặng dưới đáy lòng, thì những cái nỗi khổ, niềm đau vẫn còn đó. Và có khi chúng ta hành xử khắc nghiệt, thô bạo đối với những người thương của chúng ta là tại vì những cái nỗi khổ, niềm đau đó chưa được giải tỏa. Chúng ta đè nén nó bởi những cái bận rộn, những cái lo lắng cho tương lai, nhưng mà chúng nó còn đó. Và theo nguyên tắc của tâm lý trị liệu là phải làm sao để cho những cái nỗi khổ, niềm đau đó nó từ cái thế giới của tiềm thức, vô thức nó trồi lên được trên cái vùng ý thức. Phải công nhận nó, phải ôm ấp nó, chuyển hóa nó. Nếu không thì nó tiếp tục, nó thúc đẩy mình cư xử bạo động, không có dễ thương với chính những người thân yêu của mình. Có nhiều khi mình la con, mắng cháu, mà mình biết tại sao mà mình bạo động như thế. Là tại vì những cái nỗi khổ, niềm đau có tính cách tập thể đó vẫn còn nằm ở trong trái tim. Cho nên Đại Trai Đàn Trần Thế Giải Oan là một cái cơ hội để chúng ta thực tập tâm lý trị liệu tập thể.
đưa cái nỗi khổ niềm đau đó lên, công nhận đó là có thật, ôm ấp lên nó, cầu nguyện chuyển hóa nó. Và như vậy ta không có truyền lại những cái nỗi khổ niềm đau đó cho con cháu chúng ta. Nếu chúng ta không có thực tập thì chúng ta sẽ truyền lại những cái nỗi khổ niềm đau đó, những khối nội kết đó cho con cháu. Và sau này con cháu chúng ta trong khi đối xử với người thân của chúng nó có thể là đối xử một cách bạo động, thô bạo, và họ sẽ không hiểu tại sao mà họ lại đối xử thô bạo, bạo động như vậy đối với những người thương, là tại vì những cái khối đau đó chưa được chuyển hóa. Cho nên trong tai đoàn tra đoàn trần tế ở chùa Vĩnh Nghiêm, tôi thấy có nhiều người tới cầu nguyện hết lòng, không phân biệt, không kỳ thị, và trái tim rất là thuần khiết, một Phật sự rất là tinh khiết, không ai làm vì danh vì lợi, tất cả làm với cái động cơ của tình thương, thương đồng bào, thương những người thương của mình. Và có rất nhiều người đã khóc. Ra đền trần thế Vĩnh Nghiêm có cả vạn người tới tham dự. Và trong hai trái đàn trần thế ở Vĩnh Nghiêm và ở chùa Diệu Đế Quốc Tử đã có trên 100.000 tên được ghi để cầu siêu, ghi bằng internet hay là bằng thư từ rất là nhiều. Và chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người khóc trong trai đàn trần thế, tại vì mình có cơ hội, mình nâng niu, mình ôm ấp, mình chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của mình một cách trực tiếp, một cách chính thức, mình đến với nhau. Và những cái giọt nước mắt của những người đó đổ xuống là có cái giá trị trị liệu rất là lớn. Sau khi khóc, sau khi cầu nguyện thì cảm thấy rất là nhẹ. Và sau trai đàn giải oan thì có những trận mưa rất là lớn nó đổ xuống, cảm động luôn cả trời đất. Ở tại trai đàn trần thế Bà Rịa Vũng Tàu cũng vậy, sau cái ngày trai đàn trần thế là mưa xuống, mà trai đàn trần thế ở Huế cũng vậy. Ngay ngày thứ nhất sau khi phóng sinh và phóng đăng rồi thì trời mưa xuống, cảm động cả trời đất. Và chúng tôi thấy rất rõ là các cô hồn, các hương linh của đồng bào đã về đông đủ để dự lễ đoàn tụ với những người sống. Tôi đi từng bước chân rất là chính niệm. Mỗi bước chân thở vào, con đã về, con đã tới. Con không có đi hoang nữa, con không đi vòng nữa. Con đã về với quê hương tâm linh, về quê hương tổ quốc. Con đã về cho các hương linh, cho các vong linh. Con đã về cho 7 triệu người chết trong cuộc chiến. Con đã về, con đã tới. Con về cho 82 triệu đồng bào còn sống. Con đã tới cho 82 triệu đồng bào còn sống. Tại vì trong số những người đồng bào còn sống của con, có những người cũng vẫn đang còn đi vòng, chưa có về, chưa có tới được cái quê hương tâm linh đích thực của mình. Và từng bước chân, từ hơi thở, chúng tôi đã cầu nguyện như vậy. Và chúng tôi thấy cái hiệu lực của sự chuyển hóa rất là lớn. Trước khi chúng tôi về Việt Nam kỳ này thì có một sư cô đã xin cụ kịch Nguyễn Du một cây quẻ. Tại vì chúng tôi không biết rằng ba cái trai đàn trần thế này có được thành công hay không. Phật sự rất là khó khăn. Có những người chống đối, có những người bên cực tả chống đối, có những người bên cực hữu chống đối. À, có những người nói rằng là có oan gì đâu mà giải. Kỳ thật là một cuộc chiến tranh như thế mà làm sao không có oan được. Ở trong Kiều 15 năm luân lạc, sau mà gia đình Kiều nghe được cái tin là Kiều đã nhảy xuống tự tử dưới sông, thì gia đình Kiều lập một cái đàn, một cái trai đàn để giải oan cho Kiều ngay trên bờ sông Tiền Đường. Tưởng rằng Kiều đã chết rồi. Chiêu hồn, thiết vị, lễ thường, giải oan, dựng một đàn tràng bên sông Tiền Đường. Chiêu hồn tức là gọi hồn về, thiết vị tức là thiết lập cái bài vị. Lễ thường tức là trai đàn trần tế là trong cái truyền thống của mình. Khi có người chết là mình lập trai đàn.
giải oan lập một đàn tràng bên sông. Chữ giải oan đó nó nằm ở trong kho tàng văn hóa của mình. Bên sông Đào, chúng ta lập một trai đàn bên sông Sài Gòn, chúng ta lập một trai đàn bên sông Hương, và chúng ta lập một trai đàn bên sông Hồng để cầu cho tất cả các đồng bào của chúng ta đã chết trong cuộc chiến tranh này. Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị những cái lời khấn nguyện của chúng tôi đã đọc trong những cái trai đàn đó. Nạn xưa trút sạch lầu lầu, đất nước của chúng ta đã đi ngang qua một cơn ác mộng. Và bây giờ chúng ta có một cái vận hội mới. Chúng ta phải tới với nhau, phải ôm lấy nhau những đồng bào ruột thịt, không còn kỳ thị Nam Bắc, cộng sản, không cộng sản, thì chúng ta mới có thể đối phó được với tình trạng bây giờ. Ngày xưa vua A Dục sau khi thống nhất được đất nước toàn cõi Ấn Độ, biết rằng mình đã gây ra những cái oan ức, và vì vậy cho nên vua đã bắt đầu tu học. Vua đã tiếp nhận năm giới và ba quy y. Vua đã thực tập trồng cây, đào giếng, làm tất cả những việc từ thiện và yểm trợ cho các tông phái ở Ấn Độ. Và cuối cùng vua đã thống nhất được lòng người. Chúng ta cũng đã thống nhất được đất nước, và chúng ta đang đi trên con đường thống nhất lòng người. Và vì vậy cho nên trai đàn Trần Tế là một trong những phương tiện để chúng ta tới với nhau trong cái nghĩa đồng bào ruột thịt, và chúng ta chữa lành những thương tích. Người Bắc tới gần người Nam, người Nam tới gần người Bắc, người trong nước tới gần người ngoài nước tới gần người trong nước. Và đây là những cái lời khấn nguyện của những người sống nói với những người chết. Kính thưa liệt vị hương linh, quý vị là cha của chúng tôi, quý vị là chồng của chúng tôi, là anh trai của chúng tôi, là em trai của chúng tôi, là con trai của chúng tôi. Quý vị cũng là mẹ chúng tôi, là vợ chúng tôi, là chị gái chúng tôi, là em gái chúng tôi, là con gái chúng tôi. Trong cơn binh lửa, trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài của quý vị mà đi. Chúng tôi đã đánh mất quý vị. Quý vị hoặc đã chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã chết một cách hào hùng, không hề thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hãnh diện vì quý vị. Nhưng quý vị có thể cũng đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, nỗi oan khổ không thể nào nói lên được. Trên rừng sâu, trong biển cả, nơi chốn tù đầy, chết vì bom đạn, hoặc vì kiệt sức, hoặc vì bị bức bách, bị hàm hiếp, rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự lại. Có biết bao nhiêu quý vị đã ngã quỵ mà nắm xương tàn, không biết đang được chôn vùi ở đâu. Những tai ương mà đất nước và dân tộc ta phải chịu đựng trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập và cho tự do, chính quý vị là những người phải gánh chịu nhiều nhất. Chúng tôi, những người thân thuộc và đồng bào của quý vị, hôm nay tới đây thắp hương tưởng niệm quý vị, hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước hiên nhà. Trong chúng tôi cũng có những người vẫn còn tiếp tục gánh chịu oan khổ. Nhưng may thay, cơn ác mộng đã qua, đất nước đã được hòa bình, dân tộc đang có cơ hội xây dựng kiến thiết trở lại. Nhờ phúc đức tổ tiên, chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau một cách chính thức, chắp tay nguyện cầu tam bảo, nhờ pháp lực gia trì, thỉnh cầu tất cả liệt vị trở về đoàn tụ, cùng nhau cầu nguyện để giải trừ nghiệp cũ, mở ra một vận hội mới, nhìn nhận nhau, ôm lấy nhau, thương lấy nhau như đồng bào ruột thịt, không còn phân biệt Bắc Nam, gái trai, già trẻ, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái và ý thức hệ. Tất cả chúng ta đều là đồng bào của nhau, gặp vận nước rủi ro, trên đường tranh đấu cho độc lập, cho tự do, bị dồn vào thế đối lập nhau, vì tự vệ mà phải chống đối nhau. Nhưng phúc đức tổ tiên để lại vẫn còn, cho nên hôm nay tất cả chúng ta mới được về lại với nhau để nhìn nhận nhau như con một nhà, để cùng hứa với nhau
là sẽ học cho thật thuộc bài học đau thương trong quá khứ. Nguyện từ nay về sau, không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa. Từ nay về sau, khi có khó khăn nội bộ, sẽ không nhờ đến bất cứ một thế lực ngoại bang nào can thiệp nữa. Nguyện từ nay về sau, sẽ không khởi xướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Nguyện từ nay về sau, sẽ không sử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu với nhau nữa. Nguyện từ nay về sau, nỗ lực xây dựng một xã hội thật sự dân chủ, để có thể giải quyết được tất cả mọi bất đồng bằng những phương thức hòa bình dân chủ, mà không cần sử dụng đến những phương tiện tranh đấu bạo động giữa người và đồng bào với nhau. Lạy chư vị tổ tiên huyết thống và chư vị tổ tiên tâm linh chứng minh cho chúng con. Trước mặt quý ngài, chúng con xin kính cẩn phát nguyện như thế. Và chúng con biết rằng một phen đã phát nguyện được như thế thì mọi oán đức sẽ bắt đầu được giải tỏa, và những vết thương hằn sâu trong tất cả chúng con sẽ bắt đầu được chữa lành. Hôm nay đại trai đàn trần tế bình đẳng giải oan được thành lập, mọi nhà đều có thiết lập bàn thờ cầu nguyện. Chúng con ngưỡng nguyện ơn trên tam bảo độ thoát cho tất cả mọi hương linh, để tất cả được nương vào pháp lực vô song mà được chuyển hóa siêu thăng. Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường tiếp tục chí hướng của liệt vị hương linh. Chúng tôi nguyện mang quý vị trong trái tim để đi về hướng tình huynh đệ và nghĩa đồng bào, và luôn luôn nhớ rằng bầu và bỉ đều có thể leo chung một giàn, gà cùng một mẹ không bao giờ đá nhau, và tuệ giác ấy của tổ tiên sẽ soi đường chỉ lối cho con cháu chúng ta bây giờ và mãi mãi. Thì chúng tôi khởi hành ngày mùng 4 Tết để về Việt Nam trong chuyến thăm viếng và hoằng pháp lần thứ hai. Thì ngày mùng 1 Tết chúng tôi xin một quẻ kiều, một sư cô thay mặt cho tất cả tăng thân xin quả kiều, thì cụ đã ban cho hai câu như thế này: người đâu hiếu nghĩa đủ đường, này thôi hết kiếp đoạn trường là đấy. Thì chúng tôi mới trộm đoán như thế này, là người Việt chúng ta người nào cũng có hạt giống của hiếu và của nghĩa. Chính cái hiếu và cái nghĩa là nền tảng tinh thần để xây dựng nên đất nước và dân tộc này. Chúng ta có hiếu và có nghĩa. Và chúng ta phải sống như thế nào để cái hạt giống hiếu và nghĩa mỗi ngày được tưới tầm cho nên lớn lên. Khi mà chúng ta nghi ngờ nhau, chúng ta giận hờn nhau, chúng ta làm khổ nhau, tức là cái hạt giống của hiếu và của nghĩa trong ta nó bé lại. Và vì vậy cho nên sự tu tập trong đời sống hàng ngày rất là quan trọng. Dòng tào khê, nếp sống tâm linh của mỗi người trong chúng ta cần phải được nuôi dưỡng. Nếu chúng ta có một cái chiều hướng tâm linh trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ không đánh mất chúng ta, và chúng ta sẽ có cái cơ hội tưới tầm hạt giống của ân nghĩa, của hiếu đề ở trong ta. Và khi mà cái năng lượng của hiếu và của nghĩa nó mạnh rồi, chúng ta có thể nhìn nhận nhau như là anh em trong một nhà, như đồng bào ruột thịt. Và chúng ta có một sức mạnh rất lớn, có thể chống lại bất cứ một cái âm mưu xâm chiếm nào của Bắc Phương hay là của Tây Phương. Và nếu mà chúng ta thực tập được như thế, tưới tầm những hạt giống của hiếu và của nghĩa, thì chúng ta sẽ là một đoàn kết thành một khối. Và trong cái tình huynh đệ, trong nghĩa đồng bào đó, thì những cái oán đức, những cái khổ đau quá khứ là nó thuộc về quá khứ. Và vì vậy cho nên cái câu thứ hai rất là rõ: này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. Trong bao nhiêu năm chúng ta đã gánh chịu cái thân phận của Thúy Kiều. Thúy Kiều đã từng đi với Mã Giám Sinh, với Bạc Hạnh, Bạc Bà, với Từ Hải, với Thúc Sinh. Chúng ta ngày xưa cũng đã phải bắt buộc phải đi với Pháp, với Tàu, với Nhật, với Mỹ. Và chúng ta đã khổ cái nỗi khổ của Thúy Kiều. Nhưng bây giờ cơn ác mộng qua rồi, và cái kiếp đoạn trường của chúng ta được chấm dứt là tại vì chúng ta đã có cơ hội tưới tầm và nuôi dưỡng cái hạt giống của hiếu và của nghĩa.
Cho nên cụ Nguyễn Du cho một cái quả quẻ đại cát, người đâu hiếu nghĩa đủ đường, này thôi hết kiếp đoạn trường, là đây chúng ta có thể tin vào ở nơi tương lai của đất nước, của dân tộc. Xin cảm ơn quý vị. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam nước ngoài phát biểu. Kính thưa Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai. Kính thưa quý vị, chúng ta đã có một cái buổi chiều hết sức có ý nghĩa. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng được nhắc lại là cách đây 2 năm, cũng tại địa điểm này, thì chúng ta đã được đón Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai về đến thăm trong chuyến đi thăm Việt Nam lần thứ nhất. Và khi đó thì chúng ta cũng đã có một cuộc nói chuyện, một cái cuộc trao đổi, chủ yếu là lắng nghe ý kiến của Thiền sư về rất nhiều những vấn đề mà chúng tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại được nghe một buổi pháp thoại nữa của Thiền sư về những vấn đề văn hóa. Nhưng mà thực sự văn hóa này nó cũng gắn với xã hội, gắn với đất nước, gắn với vận mệnh của dân tộc chúng ta. Thì chúng tôi rất là xúc động mà thấy được tấm lòng, sự uyên bác, sự sâu sắc trong bài pháp thoại của Thiền sư. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là cao hơn cả là tấm lòng. Chúng ta đều nghĩ rằng là trong mỗi con người chúng ta, trong mỗi trái tim của chúng ta thì đều có Đức Phật. Mặc dù chúng ta có thể là theo tôn giáo này hay theo tôn giáo khác, chúng ta có thể là giữ cương vị này, cương vị khác. Thì cái đó chính là tôi cho rằng là trong trái tim của mỗi người chúng ta đều là có cái tâm, cái đức, cái sự hướng thiện. Và chúng ta cũng đều mong muốn có một tình huynh đệ, có một cái tình cảm sâu sắc giữa con người với con người. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là tất cả những điều mà Thiền sư vừa nêu nó rất là tương đồng với những gì mà hiện nay chúng ta đang theo đuổi. Chúng ta muốn xây dựng một cái xã hội, có thể nói rằng là một xã hội vì tất cả mọi con người. Một xã hội mà trong đó chúng ta có thể là bỏ qua tất cả những cái điều mà trong quá khứ, với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, để chúng ta xây dựng một cái đất nước mạnh giàu, để cho dân tộc của chúng ta vươn lên và chúng ta có thể là tận dụng thời gian để làm sao mà đuổi kịp các nước sau mấy chục năm mà chúng ta phải lâm vào những cảnh chiến tranh, nhưng mà cũng vì cái sự nghiệp giải phóng đất nước. Hôm nay chúng ta đã nghe ở đây thì rất tiếc là không có nhiều thời gian, chứ chắc là rất nhiều quý vị ở đây cũng muốn có những câu hỏi hay là muốn được Thiền sư nói chuyện thêm về khía cạnh này, khía cạnh khác. Cả những vấn đề về đạo Phật, cả những vấn đề về văn hóa. Mà một cái điều mà chúng tôi rất là cảm động là sau mấy chục năm ở xa đất nước, nhưng mà trong trái tim, trong con người của Thiền sư thì vẫn là có thể nói là chứa đầy những tâm hồn Việt, chứa đầy văn hóa Việt. Có lẽ tất cả chúng ta ngồi đây thì ít nhiều ai cũng đọc được một vài câu kiều, nhưng mà có lẽ là chúng ta không có được cái sự sâu sắc như là Thiền sư vừa phân tích cho chúng ta. Cho nên là chúng ta thấy kiều thì rất là gần gũi, nhưng mà hôm nay thì chúng ta cũng thấy rất là mới lạ bởi cái sự phân tích mà qua cách nói của Thiền sư là tuệ giác của đạo Phật ở trong chuyện kiều. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái triết lý hoặc là những cái vấn đề khác mà Thiền sư đề cập đến, như là cái tình người,
Đấy, nhưng mà và làm thế nào để trong một cái xã hội mà phức tạp, mà nhất là bây giờ chúng ta hội nhập quốc tế, có bao nhiêu những vấn đề mới mà con người chúng ta vào đây, chúng ta phải tiến bước với các nước, và trong nội bộ hay là trong đất nước thì chúng ta cũng có những cái cuộc gọi là tranh đua, cũng là vì những cái mục tiêu rất là chính đáng thôi, nhưng mà nó làm cho chúng ta cũng nhiều khi cũng rất là bận bịu mà có thể không nghĩ đến. Đấy, thì hôm nay qua cái phân tích và phát biểu của thiền sư thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta có thể, và hoàn toàn chúng ta có thể làm được, và chúng ta vừa gắng sức để xây dựng một cái xã hội mới. Đấy, nhưng mà cái xã hội này không phải chỉ có vật chất mà có văn hóa, có tinh thần, và trong đó có cả tâm linh. Đấy, thì về cái cuộc buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có rất nhiều cảm xúc, nhưng mà cũng không thể nào nói hết được. Thế còn một cái điều nữa mà chúng tôi cũng muốn nhắc đến, tức là đây là lần thứ hai thiền sư và tăng thân Lạc Mai về thăm đất nước, và đã có những cái hoạt động rất là bổ ích, rất là sôi nổi ở suốt cả ba miền Bắc Trung Nam. Ngoài những cái cuộc thăm viếng, những cái bài giảng ở nhiều địa điểm khác nhau, thì trai đàn Trần Thế mà được tiến hành ở ba miền cũng là một cái hoạt động rất có ích, cùng với Trung ương, cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, để làm sao để xóa lành cái nỗi đau của đất nước. Và chúng ta đạt được thành công rất lớn, nhưng mà chúng ta cũng hiện nay vẫn còn những cái nỗi đau, còn những vết thương của chiến tranh. Và chúng ta đang cố gắng, nhà nước đang cố gắng để cùng với toàn dân xóa bỏ. Thì hôm nay chúng ta nghe những cái điều mà thiền sư vừa nói, và nhất là những cái phát biểu hoặc là những cái nội dung mà thiền sư nêu trong cái trai đàn Trần Thế ba miền, thì chúng tôi cho rằng là rất là có ý nghĩa, làm cho đất nước chúng ta vượt qua được những cái khó khăn, những cái quá khứ trước đây, để chúng ta tiến tới một cái xã hội mà con người với nhau thương yêu nhau. Chúng tôi rất vui mừng vì sau lần trở về lần trước thì lần này vẫn thấy thiền sư rất là mạnh khỏe, rất là thông tuệ, và những lời nói của thiền sư rất là khúc chiết, rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà rất là sâu sắc. Chúng tôi vẫn thấy được cái điều đó, và chúng tôi cũng rất là vui mừng vì hôm nay các vị tăng thân Làng Mai ngồi đây không phân biệt quốc tịch nào cả, người Việt, người gốc Việt rất nhiều, nhưng mà cũng có rất nhiều vị chắc là từ các quốc tịch khác, nhưng cũng cùng về đây với đất nước Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái biểu hiện tốt, biểu hiện rất là rõ ràng của cái sự hội nhập, mở cửa của đất nước chúng ta. Đấy, và chúng tôi tin rằng là, và chúng tôi rất mong rằng là đây là lần thứ hai, nhưng mà mong thiền sư giữ gìn sức khỏe. Đấy, và tiếp tục có những hoạt động rất là hữu ích, và chúng tôi mong muốn được đón thiền sư tiếp tục về thăm Việt Nam những dịp khác nữa trong tương lai, và rất mong được đón tất cả quý vị tăng thân Làng Mai không phân biệt quốc tịch nào tiếp tục về thăm Việt Nam. Và chúng tôi cũng coi đây là một cái sự gắn kết giữa trong và ngoài. Thì thưa thiền sư và quý vị, thì chúng tôi ở Bộ Ngoại giao thì chúng tôi là Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, thường làm cái nhiệm vụ thường làm sao gắn kết được giữa đồng bào trong nước, đồng bào ngoài nước. Và chúng tôi thực hiện theo cái phương châm của Đảng và Nhà nước, coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là một nguồn lực của dân tộc. Chính vì vậy mà cái sự đóng góp, cái sự lần về nước lần này cũng như là lần trước của thiền sư cũng như là tăng thân Lạc Mai là một sự đóng góp rất là to lớn cho cái sự nghiệp của đất nước, nhất là trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc giữa tất cả những người mà có thể mang những tôn giáo khác nhau, quá khứ có thể có nhiều những vấn đề khúc mắc, có thể có những cái điều khác nhau. Đấy, và quốc tịch khác nhau, và kể cả những người đi ra ngoài, ra đi bởi những cái lý do khác nhau, nhưng mà tất cả thì đều là đồng bào của một dân tộc. Và bây giờ mở rộng hơn nữa thì chúng ta cũng có rất nhiều những người anh em của các quốc tịch khác, nhân dân các nước khác, thì hôm nay cũng là về với chúng ta trong một cái làn sóng mà rất nhiều người Việt, nước ngoài cũng đến với Việt Nam. Thì chúng tôi một lần nữa xin hết sức là
biết ơn Thiền sư Thích Nhất Hạnh và các vị tăng thân Làng Mai đã dành thời gian rất là quý báu để đến với chúng tôi ngày hôm nay và cho chúng tôi những cái bài phát biểu và những lời lẽ và những cái triết lý cũng như là cái tình cảm hết sức là quý báu. Và chúng tôi xin chúc là tất cả mọi người chúng ta ở đây với một cái tinh thần mới, với một tấm lòng mới cởi mở, là chúng ta hòa đồng với nhau và chúng ta có thể là sẽ có những cái tương lai rất là tốt đẹp, mà như là thiền sư nói, chúng ta rất là suy nghĩ một cách rất đơn giản, chúng ta tận dụng những cái hạnh phúc hiện nay chúng ta đã có và chúng ta tạo dựng một cái hạnh phúc mới với cái tinh thần hòa đồng và cởi mở như là thiền sư đã nhiều lần nhắc nhở. Xin một lần nữa xin cảm ơn thiền sư và các vị tăng thân Làng Mai, cảm ơn tất cả các vị hôm nay đã tham dự và lắng nghe và chia sẻ cùng với nhau những cái điều mà thiền sư vừa nói với chúng ta. Xin cảm ơn. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức thì chúng tôi trân trọng cảm ơn thiền sư Thích Nhất Hạnh, Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình và toàn thể quý vị. Xin cảm ơn. Lòng đất hạt thương lên tiếng gọi, chính tay chúng tôi viết đó. Lòng và thiền sư có tặng Ủy ban Người Việt Nam nước ngoài một dòng chữ lòng đất hạt thương lên tiếng gọi, xin gửi đến tất cả quý vị. Đây không phải là chỉ tặng phẩm cho Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài mà cho tất cả chúng ta. Dạ vâng.